Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu cũng mang tiền của chú Hà Lan hỗ trợ cho cháu Trúc Linh hàng tháng 1 triệu. Đây là cháu Trúc Linh, bệnh thận mãn tính, gia đình ở Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, thuộc hộ nghèo khó khăn, cha thì đi làm mướn quanh năm, mẹ thì mang nhiều căn bệnh, thì hàng tháng cũng được hỗ trợ. Cháu gặp rất nhiều khó khăn, một tuần phải ra bệnh viện ở 7 chạy thận 3 lần, thì chú Hà Lan cũng hỗ trợ hàng tháng, một tháng 1 triệu. Thì Dương Hậu cũng xin cảm ơn chú Hà Lan, chúc cho chú được nhiều sức khỏe và hạnh phúc thật nhiều bên người thân. Dương Hậu cũng mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện Ngã 7, mong quý vị hãy chia sẻ và like thích, đăng ký. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469, mong quý vị ủng hộ và chia sẻ giúp cho bà con nghèo quê hương Dương Hậu. Trúc Linh ơi, hôm nay tới tháng chú Hà Lan có gửi cho con là 1 triệu nè con. Đó, con chạy thận. Xin mời con, chú Hà Lan. Con xin rất là cảm ơn chú Hà Lan đã gửi cho con số tiền này để con đi chạy thận hàng ngày. Con xin chân thành cảm ơn chú đã gửi số tiền hội từ thiện ở 7 chú Dương Hậu đã trao cho con số tiền con đã trị bệnh mấy năm nay. Con xin chân thành cảm ơn chú và vì hội từ thiện ở 7 chú Dương Hậu rất là nhiều. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Tiếp nói lời nói của Trúc Linh thì Dương Hậu cũng xin trân trọng cái tình cảm mà chú Hà Lan đã dành cho Trúc Linh, hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn. Thì Dương Hậu cũng mong rằng qua video này được nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ và giúp cho hội từ thiện Ngã 7 một ngày phát triển nhiều hơn và giúp cho nhiều mảnh đời kém may mắn như Trúc Linh đây. Thì Dương Hậu cũng hy vọng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ. Dương Hậu cũng mời quý vị hãy sang kênh YouTube Hậu Từ Thiện Ngã 7 xem hoạt động của hội Từ Thiện Ngã 7 để giúp cho những mảnh đời kém may mắn, đói cơm khát nước, không tiền chữa trị thuốc thang. Đây là cũng là việc làm công đức. Dương Hậu mong quý vị hãy ủng hộ và chia sẻ và giới thiệu cho các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp sức với Từ Thiện Ngã 7 giúp cho quê hương Dương Hậu ngày càng bớt đi những cảnh đời nghèo khổ khó khăn. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.